Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Nhậu Ngon xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món đầu cá hồi kho tiêu. Đầu cá hồi thì thịt rất là béo, ngọt, ngon và rất là bổ dưỡng. Còn tiêu thì rất là thơm, có vị cay cay kết hợp lại với nhau, cộng thêm một số gia vị tạo nên một món đầu cá hồi kho tiêu rất là ngon, tuyệt vời và rất là được ưa chuộng trong các bữa cơm gia đình. Và đây là dĩa đầu cá hồi mình đã rửa sạch rồi nè quý vị. Dĩa đầu cá hồi này khoảng 400g. Các đầu cá hồi rất là tươi và rất là ngon. Nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có các tép tỏi, củ hành tím, các dớ ớt hiểm, cộng hành lá. Và nguyên liệu không thể thiếu đó là tiêu xay. Gia vị thì gồm có bột ngọt, bột nêm, muối, đường và nước mắm. Các nguyên liệu và gia vị thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên thì mình sẽ đập cho cộng hành cái phần gốc nó dập chập. Rồi sau đó mình sẽ cắt ra khúc khúc để hồi mình phi. Còn cái phần lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra. Để khi nào mà đầu cá hồi kho tiêu của mình chín thì mình sẽ cho vào cho nó thơm và ngon. Củ hành tím thì mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn luôn nha quý vị. Để nữa mình phi trước khi mình kho. Các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình cũng băm cho thật là nhuyễn luôn. Để nữa mình phi chung với củ hành tím. Có tỏi và củ hành tím nhiều nhiều thì nó rất là ngon và thơm. Ớt thì mình để nguyên trái luôn nha quý vị. Mình bỏ đi cái phần cùi. Để khi nào mình kho gần chín mình sẽ cho vào. Có mùi cay cay của ớt cũng rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ ướp các gia vị vào trong dĩa cá hồi. Thì mình cho khoảng một muỗng cà phê bột ngọt, hơn nửa muỗng cà phê bột nêm, một ít muối và khoảng một muỗng cà phê đường cát. Tiêu thì mình cho khoảng một muỗng cà phê tiêu vào để mình ướp luôn. Các gia vị thì mình ướp chừng nha quý vị, tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mà mình ướp sao cho nó vừa ăn. Còn nước mắm thì mình cho khoảng 2 muỗng canh nước mắm. 2 đến 3 muỗng cũng được nha quý vị. Nước mắm càng ngon thì mình kho nó càng ngon. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong dĩa cá hồi rồi thì mình sẽ đảo đều lên để cho các gia vị nó thấm đều vào đầu cá hồi. Rồi sau đó mình để khoảng 20 đến 30 phút nha quý vị. Trước khi mình kho, tại vì mình để hơi lâu một tí cho các gia vị nó càng thấm sâu vào cá hồi thì sau đó mình kho nó sẽ càng ngon và càng đậm đà. Đầu cá hồi thì rất là béo luôn á quý vị. Có mỡ mỡ rất là ngon. Và bây giờ mình bắt cái nồi đất lên. Mình sẽ cho mỡ vào khoảng một muỗng hơn một giá canh mỡ. Nếu nhà quý vị không có mỡ thì mình dùng dầu cũng được nha quý vị. Hôm nay mình thắng trực tiếp trong cái nồi đất luôn. Thì sau đó mình cho khoảng 2 đến 3 muỗng đường cát vào. Mình thắng bằng đường vàng cũng rất là ngon nha quý vị. Nếu nhà mình có nước màu sẵn thì mình ướp trực tiếp vào cá luôn cũng được. Còn không thì mình thắng trực tiếp như nhà mình cũng được. Thắng trực tiếp kho thì nó thơm ngon hơn. Cái thời gian thắng thì cũng khoảng 3-4 phút nha quý vị.
Và sau một hồi lên màu cũng rất là đẹp rồi nè quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho cái phần hành mà cái phần gần gốc đó quý vị, mình cho vào mình phi luôn. Rồi sau đó mình cho tỏi và củ hành tím, mình phi trong nước màu luôn, cũng rất là ngon. Mình phi khoảng 1 phút là được rồi. Rồi sau đó mình sẽ cho cá hồi vào luôn. Khi mà mình cho cá hồi vào rồi thì mình sẽ đảo đều lên nha quý vị. Khi nào cá hồi nó lên màu thật là đẹp thì mình sẽ cho thêm một ít nước vào. Mình cứ đảo đều lên cho cá hồi nó sẽ thấm đều các gia vị và nước màu, để cho cá hồi kho của mình nó lên màu thật là đẹp và đều hơn. Và trong cái thời gian kho thì mình để lửa riu riu thôi nha quý vị, vừa vừa thôi, để cho cá hồi nó chín từ từ và nó thấm từ từ các gia vị. Thì hồi mình kho cá hồi kho tiêu chín nó sẽ rất là đậm đà và rất là ngon. Và sau một hồi kho thì cá hồi cũng lên màu rất là đẹp rồi nè quý vị. Thì mình sẽ cho một ít nước lọc vào nha quý vị. Rồi tiếp tục mình kho. Và cái thời gian kho cá hồi cũng khoảng 15 đến 20 phút thì cá hồi của mình sẽ chín. Đó, sau một hồi kho thì cá hồi của mình cũng đã gần chín rồi nè quý vị. Nếu quý vị ăn nước thì mình có thể để sạch sạch lại nha quý vị, hoặc là mình kho khô luôn như nhà mình vậy cũng được. Và trong cái thời gian kho thì mình cũng trở tới trở lui khoảng vài lần nha quý vị, khoảng 2-3 lần vậy đó, cho cá hồi của mình nó chín đều và nó thấm đều các gia vị. Cá hồi kho tiêu cũng là một trong những món rất là được ưa chuộng ở các bữa cơm gia đình luôn đó quý vị. Rất là ngon, thịt rất là ngọt, trong thịt nó có mỡ rất là béo, ngon luôn. Đó, và cũng đã chín rồi nè quý vị. Thì mình sẽ cho thêm một số nguyên liệu và gia vị còn lại, gồm các trái ớt, mình cho vào luôn. Mình kho, mình cho ớt hiểm vào, nó có vị cay cay rất là thơm và ngon nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho cái phần hành lá vào luôn, mình cho hết vào luôn. Và cuối cùng mình sẽ cho tiêu vào. Cá hồi mà kho tiêu á quý vị, nó rất là ngon. Mùi thơm của tiêu, cay cay của tiêu rất là ngon, vị ngọt của cá hồi. Món này rất là hao cơm luôn và đã chín rồi nè quý vị. Mình quay cận đây nè. Trông rất là hấp dẫn, rất là ngon. Cá hồi kho tiêu rất là đậm đà, thơm ngon. Và bây giờ mình sẽ múc hết ra dĩa luôn nha quý vị, để mình dùng trong bữa cơm gia đình. Hôm nay mình kho khoảng 400g à, cũng đầy một dĩa, rất là ngon. Và bây giờ mình quay cận lại dĩa cá hồi kho tiêu đã thành phẩm rồi nào quý vị. Rất là thơm luôn, rất là ngon. Một món ăn ngon, rất là dễ làm. Và món này nhậu cũng rất là ngon. Món này rất là hao cơm và ăn chung với cơm trắng nè, rau luộc nè, hay dĩa rau xào là rất tuyệt vời. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị.
Rồi, kênh Món Nhậu Ngon xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.